Chào toàn thể mọi người, hôm nay em làm video thực tế máy tắm chết bên em này, phân tích 3 chế độ. Giờ em đánh thực tế cho các bác cùng xem nhé. Máy thì có thể đánh vừa đánh bộ và đánh thuyền nhỏ được. Nói chung là đây một cái số phi này. Sâu các bác mà sâu tầm độ sâu 2m quay đầu ấy, thì chơi con này đấy, thể đánh thuyền nhỏ nó ok rồi, không cần thiết cứ phải máy to đâu mọi người nhé. Đây mọi người, Zuki này đấy. Mọi người Zuki nhá, rất nhiều luôn. Đây đấy, đối tượng thì còn đây thấy độ chết ô phi của em nó này, chết rất là khỏe luôn, chết ác luôn. À, đối với con máy này thì điện thì nó ăn tương đối ít thôi, các bác đánh thuyền thì có bình 50A trở nên nó ok rồi. Đấy. Đây mọi người, ô phi đây, độ mọi người nhá, ô phi đây, chết nhiều, rất nhiều, rất là đẹp luôn mọi người này. Đấy, mọi người có thể thấy rô phi chết rất nhiều luôn nhá. Thế mọi người nhá, đây là dòng máy 8 phét vừa bộ vừa thuyền của bên em. Đấy, mọi người có thể thấy này, khi chết nổi rất là đẹp luôn, đưa vào đến đâu là cá nổi đến đấy. Đây mọi người nhá, đây mọi người rô phi này, đấy chết rất là đẹp luôn. Mọi người mà yêu thích cái dòng máy này thì hoặc là cần tư vấn thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0985 932336. Em ở Xuân Trường, Nam Định rồi nha. Tám phép là vừa phân tích vừa thuyền nhỏ đấy, người cá nhau vào rất là ok luôn. Đấy, thấy đô phi này, đô phi cá giết này, bắt cá giết không. Con này toàn đánh dầu rô phi bọn này. Đấy, máy đấy, em đang để chế độ băm là đánh tổng hợp các loại cá mọi người nhá. Rô phi thì cá trắng, cây cuối nhân tài. Đấy mọi người nhá, tới nha, rô phi này. Đấy, chưa rất là đẹp luôn. Đấy, đây. Thì tất cả các dòng máy bên em này, đấy, trước khi ra phiên bản thì đều thử nghiệm và đều có video thực tế cho các bác tham khảo. Đấy, các bác cứ yên tâm về chất lượng của máy. Đấy.